Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách gấp một con chó sói bằng giấy màu như thế này. Chúng ta bắt đầu tiến hành nhé. Để gấp được con chó sói như vừa rồi thì chúng ta cần một tờ giấy màu hình chữ nhật, kích thước là 15 x 30 cm. Các bước tiến hành như sau. Bước đầu tiên các bạn gấp đôi tờ giấy. Sau đó các bạn lật ra. Chúng ta lại gấp đôi theo cái chiều dài này. Chúng ta tiếp tục lật ra và chia đôi hai cái phần bên này. Sau đó các bạn lật ra. Chúng ta gấp hai nếp đường chéo. Sau đó các bạn lật lại. Chúng ta gấp nếp chéo từ đỉnh này sang đến góc này. Sau đó chúng ta gấp hai nếp chéo. Và gấp nó vào như thế này. Tiếp đó chúng ta gấp hai nếp chéo góc này. Sau đó các bạn lật ngược lại. Chúng ta gấp chéo sao cho cạnh này nó trùng với cái nét này. Và chúng ta gấp nếp chéo sao cho cạnh này nó trùng với cạnh này. Sau đó các bạn lật ra. Chúng ta lật lại. Các bạn gấp đôi cái phần này. Chúng ta tiếp tục gấp đôi cái phần này. Và gấp ngược lại. Cái phần này chúng ta xoay lại. Cái phần này chúng ta gấp cái nếp này và chia đôi cái nếp này. Sau đó cũng chia đôi hai cái phần này.
lật ra. Tiếp theo chúng ta gấp cái nếp này và gấp đôi. Này, các bạn lật sang. Chúng ta gấp cái nếp này sang. Gấp hai nếp này và gấp xuống. Sau đó gấp đôi vào. Sau đó gấp đôi vào. Bây giờ các bạn gấp nếp chéo từ cái điểm này ra đến đỉnh này. Tương tự chúng ta gấp chéo từ điểm này đến cái điểm này. Và chúng ta gập vào như thế này. Cái phần tai này chúng ta gấp nếp chéo sao cho cạnh này nó trùng với cái nét này. Chúng ta lật lại. Cái phần này chúng ta gấp nếp ngang sao cho đỉnh này nó trùng với điểm này. Và gấp nếp ngang ngược lại. Sau đó các bạn gấp lại. Sau đó chúng ta gấp tiếp nếp ngang tại đây. Và gấp lại. Chúng ta giữ chặt phần này và hơi kéo cái phần này xuống. Bước tiếp theo các bạn gấp nếp chéo theo cái đường này. Chúng ta cũng tiếp tục gấp nếp chéo bên này. Và gấp phần này lại. Đẩy cái phần này lên. Bây giờ chúng ta sẽ gấp cái nếp này sao cho cạnh này nó trùng với cạnh này. Chúng ta gấp tương tự với bên này. Chúng ta lật ra.
và gấp hai cái nếp này cho nó bằng cái cạnh này. Sau đó chúng ta gấp phần đuôi, thì các bạn gấp phần này xuống và gấp lên trên. Chúng ta lại gấp lại. Sau đó chúng ta gấp nếp chéo sao cho cạnh này nó trùng cạnh này. Và chúng ta gấp nó xuống như này. Cái phần cạnh này các bạn lại gấp nếp chéo sao cho cạnh này nó trùng với cạnh này. Chúng ta gấp tương tự với cạnh bên này. Chúng ta gấp nếp chéo từ đỉnh này đến đỉnh này. Tiếp theo chúng ta sẽ gấp nếp chéo từ cái điểm này đến điểm này. Chúng ta đặt ra. Gấp như này và gấp tương tự với bên này. Hai cái phần này chúng ta sẽ gấp nếp từ điểm này đến cái điểm này. Sau đó hai cái cạnh này các bạn gấp ngược về phía trước. Các bạn sẽ gấp nó về phía sau. Và gấp cái cạnh này.
Như vậy là con chó sói của mình đã được gấp hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn đã thích kênh nhân này và chia sẻ cùng với bạn bè, và đừng quên nhấn subscribe và đăng ký để được cập nhật những video mới nhất từ kênh này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.